bên trung tâm dự án nước sạch tại tỉnh Kiên Giang à, thì về đây để kiểm tra nước miễn phí cho mình à, hướng dẫn sử dụng nguồn nước đúng cách, an toàn và để bảo vệ sức khỏe, phòng chống bệnh tật. Thì trước khi con làm thì con nhờ chú đọc cho con thông qua cái công văn bên trung tâm á. Chú đọc giùm con. Cậu trong dân dân trong ốc tham dự chương trình tập huấn nước sạch trung tâm dự án nước sạch nông thôn mới Việt Nam khu vực đồng bằng sông Cửu Long tỉnh khai theo quy định số 366 của chính phủ về dự án nước sạch quốc gia và vệ sinh môi trường. Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Kiên Giang đã có buổi tập huấn tuyên truyền và tỉnh thời gian vừa qua buổi tập huấn nêu rõ về hiện trạng nước sạch mưa đang có nguy cơ bị hôi nhiễm chất độc từ các lớp mái nhà và cháy gây ung thư đang được Bộ Y tế báo động cấp bộ nguy hiểm gây ảnh hưởng đến sức khỏe sinh hoạt của người dân trên toàn địa phương. Vì vậy, chương trình nước sạch nông thôn mới do Trung tâm Phát triển Dự án Nước sạch Nông thôn mới Việt Nam kết hợp với ngân hàng tổ chức tuyên truyền thông về nguồn nước sạch hoạt động về phương hướng dẫn cho các hộ tiếp cận nguồn nước với nguồn dây vốn với lãi suất 0 đồng. Ở tại tỉnh Kiên Giang của mình á là nằm ở tổ 8 ấp Bảy Chợ, xã Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, là nằm ngay trang chợ thứ 7 của mình á, thuộc của xã Đông Thái mình luôn, là cái quốc lộ 63 mà cô chú mình biết cái điện máy xanh không? Điện máy xanh cặp bên là quốc lộ 63 á, đó là cách khoảng đó 1 cây số, đó là trung tâm nằm tại đó đó. Đào Xuyên Á. Đào Xuyên Á hả? Xuyên Á chạy lên cây số hả? Trung tâm dự án nước sạch nông thôn mới là dự án phòng chống ung thư. Đó, thì ở đây cho con hỏi cô chú mình có sử dụng, có xài nước mưa mình ăn uống không? Có nước mưa uống lắm à? Thì ngày hôm nay con chỉ kiểm tra thông cơ cho cây nước nhà mình thôi. Về nước mưa thì con sẽ không kiểm tra được. Đó, thì trước khi mà con nói về nước mưa thì con mở cho cô chú xem một cái phóng sự về nước mưa. Nước mưa người ta trữ quanh năm, người ta dùng hoặc là người ta nấu ăn, uống chẳng hạn. Thì cho tôi hỏi là nước mưa đó có thật sạch hay không? Em thì không dám khẳng định là nó có thực sự sạch hay không, nhưng mà em thấy là hầu như ở những cái nhà ở dưới quê, nhà nào cũng có những cái mớ suối, đúng không ạ? Ở dưới những cái, có những cái lùn, những cái ải để mà chứa nước và xài quanh năm. Riêng phần anh thì cái câu hỏi này làm cho anh được sống lại một khoảng thời gian rất xa về trước, khi anh còn rất nhỏ. Cứ mỗi lần mà trời mưa xuống á, thì các cái nhà thường là không có sạch, mà tích lũy những cái chất bẩn rất là lâu năm. Tóm lại thì nước mưa hiện nay theo những cái nhà khoa học người ta nghiên cứu rằng là thấy là nước mưa thì không có sạch, bởi vì chứa nhiều cái chất ô nhiễm và cũng như là vi khuẩn gây bệnh. Thưa quý vị, việc mà tích trữ nước mưa để sử dụng quanh năm của nước mưa nó sẽ không có tính chất ổn định như nước cây nước của mình. Nước cây nước của mình là một mạch nước ngầm, nó mình khai như là luôn luôn nó ổn định. Mình chỉ đo một lần, mình kiểm tra một lần là mình biết nước mình sạch hay dơ rồi. Còn á, nước mưa là không có tính chất ổn định. Con hỏi ví dụ như cô chú ở đây mình hứng nước mưa, mình có hứng nước mưa đầu mùa không? Không. Đúng rồi. Không hứng đầu mùa, hứng nước mưa giữa mùa, phải mưa lớn nữa, mưa nhỏ không có hứng. Đó thì phải phụ thuộc vào cái yếu tố thời tiết. Mình muốn xài nước mưa thì mình phải có thiết bị kiểm tra. Mà nước mưa thời ông bà xưa thì công nghiệp, nhà máy xí nghiệp hình thành rất là nhiều luôn. Ví dụ như cô chú mình có con ở trên Sài Gòn á, là mình biết liền à, trên Sài Gòn không ai sử dụng mà nước mưa để cho ăn uống á. Từ Tiền Giang trở về các vùng tỉnh miền Tây mình thì còn đang sử dụng nước mưa thôi đó. Còn từ Sài Gòn trở ra ngoài Bắc là không ai sử dụng nước mưa chứ. Mình có cái thói quen là mình hứng nước mưa xong rồi mình uống trực tiếp luôn á, mà không qua xử lý á. Và một phần kế tiếp là do từ cái mái nhà,
Ví dụ ở đây cô chú mình có hứng nước mưa bằng cái ton tiếp lô không? Cái ton xi măng á. Đó, thì cô chú nào mình đang hứng cái ton tiếp lô, ton xi măng á, mình tuyệt đối không nên hứng nước mưa bằng cái ton đó. Thì khi sản xuất được cái ton đó thì người ta sẽ dùng cái vật liệu amiang. Amiang là cái chất gây ung thư báo động trên thời sự một thời gian đó. Thì cô chú mình lưu ý giùm con về cái chất đó. Như ton nè, cô chú mình xem nó là ton mới sao, ton cũ nó bị xét đó. Đó mà cô chú mình hứng nước mưa xong rồi cái mình thông qua xử lý mình đem uống trực tiếp á thì ảnh hưởng cơ thể rất là nhiều luôn. Mà trong nước mưa thành phần kim loại nặng á nó sẽ không có, mà thành phần axit rất là nhiều nữa. Ví dụ như cô chú mình đi ngoài trời mà mắc mưa đi, mà về chạy xe á, mà về mình không rửa xe là xe nó sẽ bị xét ra. Hoặc là cái bình ắc quy mình xài nè hàng ngày nè, mà hết điện á, đó, hết nước á là mình châm nước lọc nè, hoặc là nước cây nước vô sạc điện không được nhưng mà mình đổ nước mưa vào là mình cắm điện mình sạc rất là bình thường luôn. Đó là trong nước mưa thành phần axit rất là cao đó, uống lâu ngày nó bào mòn bao tử á. Thì á, ở đây nè, cho con hỏi cô chú mình á, nước nó có quan trọng với cơ thể mình không? Có nhịn uống nước được không? Không. Không bao giờ hả? Thà mình nhịn ăn từ chiều, từ sáng tới chiều được, nhưng mà mình không nhịn uống nước được. Tại vì nước nó rất là quan trọng. Thì theo các nhà khoa học nghiên cứu thì hơn 70% trọng lượng cơ thể mình là nước. Cho nên cái cô mình đã nấu canh nè, nấu cơm gì cũng phải dùng đến nước chân. Cho nên là nước nó rất là quan trọng. Nhưng mà nước đưa vào cơ thể mình phải là nước sạch, chứ không thể nào là nước dơ được. Đó, cô chú mình nên nhớ giùm con. Thiếu nước không được. Đủ nước rồi. Ở đây thì cô chú mình một ngày mình uống bao nhiêu lít nước một ngày? Phải 2 lít à. 2 lít hả? Có người không thích cà phê uống từ sáng tới chiều nữa. Mình nên uống á, uống là tốt nhất là uống nước lọc á. Đó, là mình nước trắng gì nè mới là tốt, chứ cà phê trà đường nó không có tốt. Đó, thì á, tính cho chuẩn nhất luôn á, về nhà cô chú mình tính giùm con. Mình lấy chỉ số cân nặng mình nhân cho 4%. Đó, ví dụ như chú 60kg mình nhân cho 4% thì một ngày mình uống 2,4 lít một ngày. 50kg mình nhân cho 4% một ngày mình uống 2 lít nước một ngày là nó đáp ứng lượng nước phù hợp với cơ thể mình luôn, là không mất nước luôn á. Đó, nên cô chú mình lưu ý giùm con, về mình uống sao nước sao cho nó phù hợp. Vậy là nước. mình không khác mình cũng uống đại luôn. Dạ đúng rồi, không khác uống chứ mình hay có thói quen đưa nước cầm nước nhà nước dơ luôn vào cơ thể thì nó sẽ lâu ngày ảnh hưởng sức khỏe ra nhiều bệnh tật rất là nhiều. Đó. Thì ở đây á cho con hỏi á mấy bác lớn tuổi nè, thì hồi xưa á mình hay là mình đi ruộng đi đồng rồi đó, mình lấy nước đìa nước sông mình uống không ạ? Có đó, có uống nước đìa là gì? Uống đìa được đó trời. Cho khát nước quá chồng dịch rồi bỏ nước. Ngày nay có cô chú nào dám lấy nước đìa nước sông uống không? Vì nha, giờ quá chắc quá nhiều, xài thuốc sâu quá nhiều. Đi lỡ đường gặp phá chẳng khác. Không nghe luôn cho nó. Thì con biết uống nước đìa nước sông mà sống có khi 80-90 tuổi luôn. Mà ngày nay có đâu ai dám lấy nước đìa nước sông uống đâu. Đó rất là nhiều nguyên nhân luôn. Thì con chỉ chia sẻ cho mình một số nguyên nhân thôi. Đó, cụ thể nó tóm gọn vô đây là do là kho xăng là hóa chất phân bón thuốc trừ sâu khu công nghiệp trại chăn nuôi nhà ở đó là nó thải ra mặt nước của mình luôn đó. Thì nguyên nhân đầu tiên có chỉ chia sẻ một số nguyên nhân thôi. Nguyên nhân đầu tiên là do 60% nước sông ở Việt Nam mình bắt nguồn từ Trung Quốc, như hai con sông lớn là con sông Hồng và con sông Cửu Long, đó là hai con sông bắt nguồn từ Trung Quốc đó. Nguyên nhân kế tiếp là do nước thải sinh hoạt hàng ngày đó. Ví dụ như các cô chú hàng ngày nè, mình tắm rửa gội đầu xà bông nhà 50 người đi đó, rồi tắm cũng phải sửa tắm nè, rồi xài giặt đồ nè, rửa chén đâu nè, thì các cái nước thải đó nó thải ra ngoài, thì nó cô chú mình làm cái ống chuyển xong đi đó, thải ra ngoài thì nó ngày ảnh hưởng mạch nước ngầm của mình đó. Rồi các thải sinh hoạt, ví dụ như ở đây cô chú mình đi chợ về á, có những cái túi bọc ni lông nè, mình về mình xài xong rồi mình bỏ ở đâu? Mình bỏ vô sọt rác, lâu ngày mình gom lại mình đốt. Còn những nhà không có ý thức á, mình ở gần sông gì nè, mình quăng thẳng xuống sông đi. Mà cô chú mình cái túi bọc ni lông nó có phân hủy được không? Không. Cái bọc không phân hủy được thì nó xuống sông thì nó trôi, nó tắt đi, tắt vô vô cống đi đó. Thì như cái chú này nè, hàng ngày nó tắt vô đó, chú này phải vớt lên chứ nó đâu có phân hủy, là ô nhiễm môi trường nước. Và những năm trở lại gần đây phải 10 năm trở lại thì người ta sử dụng lượng phân bón thuốc trừ sâu rất nhiều phải không ạ?
Nhưng mà xưa ông kinh tế phát triển ngày càng cao thì cô chú mình xem như khung lúa đi, khung thuốc nè, khung cải phân nè, thì nó là ảnh hưởng trực tiếp luôn cái mạch nước luôn á. Đó, thì cứ gãi lên mà nó thì nó ngấm thôi, 30% nó ngấm vào là cây trồng thôi đó, còn 70% là nó ngấm vào trực tiếp vào cái nguồn nước luôn. Lượng cấp cho bên trung tâm và cái chỉ số đo được thì nó được tính theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế và FA Hoa Kỳ về tạp chất trong nước ăn uống. Thì trước khi con đo, lưu ý giùm con cái bảng chỉ số trên đây nha. Cái chỉ số đầu tiên là từ 0 đến 100 là nước sạch, an toàn, là nước tinh khiết. Đó. Ví dụ á, cô chú mình nào mua cái bình nước xanh hàng ngày mình uống 10.000 cái nước lọc gì nè, thì khi qua xử lý rồi thì nó phải bắt buộc dưới 100, đó là nước sạch để cho mình an toàn ăn uống được đó. Từ 101 đến 200 là nó có dấu hiệu nhiễm kim loại, hạn chế sử dụng. Từ 201 đến 300 là nó nằm ở mức độ nguy hiểm, mình cần đề phòng đó. Thì ví dụ ngày hôm nay cô chú nào mà nằm ở mức độ mà bị nhiễm rồi thì bên dự án bên nước sạch người ta sẽ hỗ trợ cho mình. Còn nhà cô chú nào mà nằm ở mức an toàn rồi, dưới 100 an toàn thì sẽ không hỗ trợ. Đó, thì ở đây á, cho em hỏi cô chú mình nước là cao là tốt hay là thấp tốt ạ? Cao tốt hay thấp tốt? Thấp là tốt chứ. Cao tốt. Cao nhiễm là tốt. Cao nhiễm. Cao nhiễm là tốt. Đó, thì cô sẽ giải thích lại. Nước càng thấp, chỉ số càng thấp là nước mình càng sạch, không độc tố, không thành phần kim loại nặng. Còn nước mà chỉ số càng cao là nhiều độc tố, nhiều thành phần kim loại nặng. Cho nên một xíu bây giờ con sẽ kiểm tra và tí xíu con làm cho mình cái thí nghiệm thực tế luôn ha. Không mà cho anh 300 đi. 3 số 0 nha. Giờ con để vô đây thì chú thấy không chú ơi. Nước này nước lọc mà. Không. Tới 200 luôn rồi. Nước lọc. Để này. Mình với 0, 0, 2 thôi. Nước mua, chú mua nước bình xanh phải không? Đây cái nước này. Nước lọc đem theo thử coi bác. Trời. Nhiều. 375. Quá dạ. Cái nước. Chú ghi vô giùm con đi, chú ghi 375 này mẹ cho chị nè. Đây có ai có tên nào ghi vô có người đó. Ghi vô ông ba. 341. Dữ ghê. Dữ cao rồi nước. Bảy hương. Độc tố luôn rồi. Mình cầm cái chai lại đi. Để cái chai nào cũng như chai nấy nó vô đó. 417 hả? 383. Lấy đi. Giờ xài nước độc không à? Dạ. Quá trời. Cái nước có 3. 343. Rồi, rồi thôi nghỉ xài đi anh ơi nè. Ủa bà trời. Đâu chai nào đâu. Nước rồi. Nước cái nước mà độc cao dữ vậy. Bà Sơn. 367. 367 đây. Nghỉ xài rồi đó. Được cấp ái chân rồi đó. Mở cái tên này ghi gì là của chai cái gì? 360. Rồi, cái mặt nước ở chúng ta lẹ không rồi đó. Vậy là cái dùng này đó. Đâu có sao đâu, mình lọc lại mình xài được mà. Lọc lại cái này là nước nguyên là cái mình làm chưa lọc, lọc mình lọc lại. 351. Mày rồi, mày không? Thôi, khỏi. Tôi có 300 40 372. Sao vậy? Sao vậy? 362 à? Ủa cái đó nó đo chỉ số gì vậy anh gái? Chỉ số kim loại nặng. Thành phần kim loại nặng. Vậy đó hả? Kim loại không mà vậy đó hả? 496. Trời đã vô nổi. Đây vậy chứ. Đẹp. Út đẹp. Đẹp hả? Đẹp ơi quá trời. Đó, ở đó giờ uống biết bao nhiêu sắc vô bụng. Đẹp ơi, quá nặng ơi.
367 chưa lóng lóng là nó xuống rồi 372 lên không ai dứt không cái này là tôi không lóng này đây nam 371 375 chứ. Tôi mới đầu của tôi nó cao, người khác cao hơn 290. Của chú Úc 375 hả? 200 mấy à? 297. Nước đưa uống đó. À muốn được. Rồi được rồi. 300 mấy lận. 365. Quên múc nước lọc về lọc lại mình thử coi cái nó có ăn không. Nước lọc này có nước lọc kìa. Không có cái nước lọc của mình lọc ở nhà. Ờ, nước lọc nhà ta không có nữa. Nước lọc nhà chú nãy là mình ra nước thì chắc ăn chứ ăn đi. Còn cái ca đó đó, cái ca tôi. 402. Đó đó tôi không đó không á. À, nước cũng cao, nước cũng sạch đó. Nước sạch á. Quá trời. 407. Còn nghiêm luôn. Vậy? 400 là hả? Vậy là ông nội là cao hơn 500 rồi. 380. Một tèo hả? Rồi còn chú nào không? Vô đây con kiểm tra luôn nè. Con kiểm tra rồi hết. Ở đây á. Dạ. Bây giờ á mình chỉ biết là mình thấp hay cao thôi, chưa biết sạch hay dơ như thế nào. Thì ở đây tại sao á cô chú mình á nó có cái sự chênh lệch số khác nhau thì lưu ý giùm con. Cái nhà mình khoan cái nước á có nhà 50m, 60m, 70m nó sẽ cái chỉ số hoàn toàn nó khác nhau. À, không cây nước nào giống cây nước nào được. Đó, khoan sâu khoan cạn chỉ số nó sẽ khác nhau nữa. Đó, thì á bây giờ con sẽ bắt đầu con làm từng cái thí nghiệm chứng minh cho mình thực tế luôn. Cái ly nước lọc nhà chú nãy con mới gót ra nè. Dạ dạ. Nội đừng đem cái ác, đừng đem chén lọc. Không đem lọc cho nó biết thì sạch dơ chứ. Dơ hả? 400 mấy rồi. Biết là cái đồ thử đó nó có hiệu quả không? Mới bị té hả? 407. Chị đẹp 406. Nghe đập bỏ cái nước liền. Biết sai rồi, có giờ ta mệt lắm rồi, biết không một là nước lọc, là chai nước Aquafina nè, ở ngoài chợ nó bán 500 chai á, là 001. Cái chai nước nhà chú hồi nãy đem lại cũng là nước lọc, là 002. Ha. Nước là nước lọc luôn, nhà mình có nước lọc không? Nhà chú nhà mình á có nước lọc không? Kiểm tra nước lọc cho. Để xuống từ chú. Chưa nghiêm nên cung tay dữ. Bên ngoài nước sạch thì nó giãn điện kém. Bây giờ anh chặt hai cái đó lại giùm em nha. Trần cười nha. Rồi. Bây giờ chặt lại đi. Chặt là bóng đèn nó sáng, phát sáng. Bây giờ á thì anh tắt ra giùm em. Tắt thì bóng đèn nó sẽ không sáng. Bây giờ con nhờ anh á là tắt ra đưa vào từng nguồn nước giùm em. Bây giờ anh tắt đưa nguồn nước đầu tiên là cái nguồn nước 300 mấy á, hai cây vào chung luôn nha. Rồi sang cái nguồn nước lọc nhà chú. Sang cái ly nước lọc nhà chú 002. Nước lọc mà bóng đèn không cháy nha các bạn ơi. Còn nước mà cái nước là bị bóng đèn cháy là có nhiễm trùng loại đó các bạn ơi. Dẫn điện mạnh luôn các bạn ơi. Rồi. Nó sáng cực luôn. Bóng đèn sáng luôn các bạn. Rồi anh để sang lại giùm em. Đó. Nước lọc không bóng đèn không cháy. Cao thì nó dẫn điện được thì bóng đèn mình phát sáng. Còn ly nước của nhà chú á đã qua lọc rồi, cái bình nước xanh á, nó lọc rồi á thì
thì thành phần kim nó nặng nó sẽ không còn nữa, cho nên là nó không dẫn điện được, nó cũng không phát sáng nữa đó. Thì bây giờ con sẽ làm thí nghiệm tiếp theo là bằng bằng mắt thường thì cô chú mình nhìn hai ly nước có đều giống nhau không ạ? Giống không? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Thì bây giờ qua cái thiết bị này nè thì nó sẽ bóc tách ra được là xem nước sạch. Hay quá vậy ta. Nè bây giờ anh cầm lên giùm em nha, cầm lên. Đó, xong anh đặt công tắc lên giùm em. Bật công tắc màu đỏ lên. Đó, rồi anh để vô hai ly nước giùm em, để vô. Để xuống đại đi. Rồi, anh buông ra đi. Nó sủi bọt lên kìa. Đó, nó bóc tách ra xem sạch hay dơ mức độ như thế nào luôn. Bên dơ là sẽ bọt không vậy? Bên dơ sủi bọt. Bên mà nhiễm kim loại á. Còn bên nước lọc thì hết sủi bọt hết. Nó đúng rồi, so bọt nhưng mà nó không tách ra. Bây giờ công bằng nhất con đổi chiều lại ha. Đổi chiều lại cho mình xem ha. Để mình nói bên nó soi bên không soi. Ha. Đó. Nó bóc tách ra như kim loại nó. Bên này là nước cái nước nè các bạn, bên này là nước lọc nè các bạn. Nước cái nước quá dơ rồi. Anh gờ tay vào hai sợi cùng thời gian mà gờ ly này luôn rồi. Không. Ly này nó nóng nhiều hơn ly này nguội. Sôi bọt. Đó, rồi anh sờ qua ly này nè. Rồi đúng rồi. Dơ không hả gì? Không, một ly nước sạch, ly nước dơ, ly nước này như nước trong cái chai lọc. À. Nước dơ của anh đó. 420 gì đó. Cái này là ly nước cây nước nhà anh Sáu Tâm nè. Cái này là ly nước lọc nè các bạn ơi. Đừng có giữa con ba, đừng có giữa con ba. Các bạn nhìn nè, nó sủi bọt lên nước đang thui rồi các bạn ơi. Đừng có giữa câu ba. Dạ, đừng giữ câu ba nghi. Bây giờ con làm cái thí nghiệm nữa. Nếu mà bình thường á, cô chú mình đổ thì á, nếu mà đổ nước này vào đây nè thì con cam kết với mình á là nó sẽ hoàn toàn nó chặt cháy luôn ha. Và bây giờ là ổ điện gắn máy chiếu nè, thì bây giờ chai nước này á, là nước lọc á, nó qua xử lý rồi á, thì con thử đổ vào nó có chặt cháy như là cái nước cây nhà mình không á? Coi chừng nha. Dạ đó, con nhỏ đó. Đó, nó vẫn theo bình thường. Thì bây giờ em mời anh nước lọc. Nước lọc mà đổ vô cái ổ ghim điện luôn nè các bạn ơi. Mà nó không có sao hết chứ các bạn. Nè, bây giờ em mời anh xào ổ điện, anh dám xào không? Có vợ chưa, có vợ chưa? Có rồi hả, có rồi không sao. Trời ơi. Hù hoài. Đó, như nước đã qua xử lý rồi, thành phần kim loại nặng á, nó không còn nữa, cho nên mình sờ vào ổ điện nó cũng thoải mái luôn, nó không giật. Thử mà nếu mà con đổ vào nước này là nó sẽ chặt cháy. Thì á, ví dụ á, một ngày cô chú mình uống là uống nước gì vậy? Nước bồng tên. Nước đó đó, nước bồng tên hả? Cầm cái chị là uống đó đó. Mà suy nghĩ ra em vợ tôi uống hồi đó, vợ có đau thử đâu mà vợ tôi nó uống nước mưa có đau thử. Nước này có sao đâu. Chị đâu thử rồi. Ví dụ nha, mình uống mà mình uống nước lọc nha, mà mình nấu cơm, nấu canh bằng nước này nha, thì nó cũng què nhau thôi. Nó đều đưa vào cơ thể mình hết. Đúng vậy, đúng nước đó chứ đâu. Đun sôi. Con giải thích cho, đun sôi thì nó chỉ diệt vi khuẩn, vi trùng thôi. Thành phần kim loại nước, sắt, chì, mangan, đồng đó, nó sẽ không diệt được. Đó, như cô chú mình ở nhà, mình xài cái ấm nấu nước hàng ngày đi. Lâu ngày là thấy nó bám xung quanh ấm không? Hoặc là sàn nhà của mình á, cái nền đá hoa đó. Đó là lâu ngày mình không vệ sinh đi là nó bám xung quanh cái đó. Đó, những cái thành phần kim loại nặng á. Hèn chi gõ gàng, trà gạo trắng tươi, nấu nồi gạo, cơm nó hơi đen đen. Ở đây gì nữa mày không lắm coi nấu gạo đen. Ở đây cô cô chú mình có bị bệnh có đau bao tử không? Có luôn nhóc rồi. 10 người ở đây hết 7-8 người rồi. 7-10 người còn chỉ có bao tử ở đây. Đó, đau bao tử với sỏi thận. Sỏi thận cũng có lai ra luôn. Bệnh lâu năm mà giấu. Ví dụ cô chú mình đau bao tử đổi thừa là ăn nhậu quá đau bao tử. Đó, chị con hỏi với mấy cái em bé sinh viên nó đi học á. À, nó mới có lớp mấy thôi mà cũng đau bao tử nữa. Nó có ăn nhậu đâu mà nó đau bao tử. Vậy bà thì cũng ăn nhậu đâu, đau bao tử. Đó thừa là ăn nhậu đau bao tử. Vậy anh ăn nhậu như thế này, cứ ăn nhậu đi. Vô cơ thể mình nào. Chứ á. Phải giữ rồi mới ổng nhậu. Ổng nhậu lên em ơi. Phải nhậu đâu bao tử đâu. Dần vào cơ thể á, nó bám vào các bao tử bộ phận của mình á. Dần 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 tầm khoảng á, sức khi nào già, sức đề kháng yếu á,
thì nó mới bộc phát ra bệnh thôi, tùy theo cơ địa mỗi người mà nó sẽ thích ứng đó, nhiều cái căn bệnh khác nhau đó. Còn ví dụ như ông bà xưa sống uống nước đìa nước sông không á, mà người ta sống 90-100 tuổi đâu có bệnh là ung thư tai biến hay là đột quỵ đâu đó, mà ngày nay ung thư tai biến đột quỵ rất là nhiều luôn đó, thậm chí trẻ em nữa thì á con ngứa da thôi ha. Còn á nặng hơn, ví dụ con nói gần 90 phụ nữ Việt Nam mình bị viêm nhiễm đường sinh dục, sinh sản rất khó khăn, tình trạng vô sinh rất là nhiều luôn. Ví dụ ông bà xưa có khi đẻ 9-10 người con mà đẻ thường á, nuôi dạy rất dễ dàng, mà ngày nay thì có khi là vô sinh á chỉ 100-200 triệu lại là không có con được nữa đó. Thì với lại là cũng thấy đa phần là đều các cô phụ nữ mình bị viêm nhiễm đường sinh dục. Ê, nước ta có tỷ lệ ung thư là cao nhất thế giới luôn đó, mỗi năm là có hơn 30.000 người là mắc bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung đó. Đó là hai ung thư đó là nó lớn nhất thế giới đó. Thì tùy theo cơ địa mỗi người thôi, ví dụ phụ nữ thì có mắc chứng bệnh ung thư cổ tử cung, ung thư vú, còn các chú nam á sẽ là ung thư phổi, ung thư gan, ung thư tủy, ung thư xương, ung thư máu, tùy theo cơ nấu bột pha sữa rồi cho nó được. Nhà không không có kiến thức, mình lấy á, nước cây nước này nè đó, mình đem mình pha bột pha sữa cho nó đó, thì sức đề kháng của nó yếu nó. Như thậm chí ngày nay thì ung thư ở trẻ em rất là nhiều, cô chú mình có chơi mạng xã hội Facebook Zalo á, người ta lên đó người ta kêu gọi cái lòng hảo tâm để cầu cứu đăng chữa bệnh cho nó. Một khi đã ung thư á thì 100-200 triệu chưa chắc đã là chuyện khỏi đâu đó. Cô ơi cho xin ý kiến. Dạ. Cô hồi nãy nói là thời nay bây giờ bệnh nhiều, người nhiều do mấy cô đẻ quá. Tưởng đẻ không có thêm nhiều. Ta đủ làm gì người ta chia cho ta đẻ. Bây giờ nói em gái nè, bây giờ ba cái nước này nè xử lý gì đó, bây giờ có cái gì mà điều trị nữa không? Bên em là trung tâm dự án nước sạch, để kiểm tra miễn phí cho mình, đồng thời sẽ hướng dẫn cho mình cái biện pháp mình xử lý cho nó an toàn đó. Thì bây giờ em giải đó, bây giờ em phải chuyển sang ổn hết, em chuyển sang cho mình cái biện pháp luôn. Bây giờ á, cái biện pháp đơn giản đầu tiên á, về nhà để đính nghe coi có chúng ta đính tay luôn. Mới có đó, nó vừa sao thôi mà đấy. Với lại con nói nhà mà có cô chú mình này thấy quen không, nhà mình có ai thấy chưa? Chưa. Cái bể lọc này nó sẽ là bể lọc hai ngăn, một trên á, bên trên là bể lọc giống gì á, ở dưới là bể nước sạch mình dùng nè đó, cái hai ngăn. Thì á, cái bể lọc này nếu mà bình thường cô chú mình sẽ không biết xây, thì bên con là bên trung tâm dự án nước sạch đó sẽ đưa kỹ sư xuống hướng dẫn mình xây miễn phí không lấy tiền đó, hiểu không ạ? Đồng thời các cô chú mình vật liệu, nguyên vật liệu á, hay là thợ hồ gì tự thuê, bên con không có bán cho mình nha đó, chỉ hướng dẫn cho mình xây cái mô hình xây thôi đó. Thì á, xây cái bể này lưu ý giùm con, thì xây cái bể này thì các thành phần kim loại nặng nó lọc hết rồi, các chất này nè đó, lọc hết rồi để cho mình để dành hàng ngày nấu cơm nấu canh ăn uống hàng ngày. Nhưng mà riêng về uống trực tiếp thì nó sẽ không uống được, như cái hồ mình xây ngoài trời gì đó đó, thì ví dụ lâu ngày bụi bẩm hay là con gì chết đó, cho nên là mình không uống trực tiếp được đâu đó, mình phải là nấu sôi lại và á, phải một tháng phải vệ sinh giùm con một lần, mình leo lên mình vệ sinh cho nó sạch sẽ rửa. Còn cái than về cái phần than hợp tính nha, thì nó chỉ có tác dụng là 2-3 tháng thôi, nó làm cho nước mình nó ngon ngọt á. 2-3 tháng thì như miếng bông gòn của mình á, khi mình nhúng vào á thì đó là nó hết tác dụng rồi, thì nó tác dụng 2-3 tháng. Thì cô chú mình ra ngoài các điện máy mình mua giùm con là thay về mình thay đó, một cái bể khoảng 5 kg thôi, cái bể này dành cho 5-10 người mình sử dụng thoải mái luôn đó. Thì á, xây cái bể này là tùy theo cái gia đình mình xây đó, thì con chỉ cho mình cái mức dao động khoảng là 7-8 triệu đồng thôi, đó là rẻ nhất đó, tùy theo gia đình mình xây nó kích cỡ nữa. Con ví dụ trên đây xây 8 triệu thì bên dự án kia, về bên trung tâm dự án nước sạch bên con sẽ hỗ trợ cho mình 1 triệu, hỗ trợ cho mình 1 triệu, còn lại 7 triệu cô chú mình phải xuất tiền ra, mà nhà mình có điều kiện thì mình xây, còn không có điều kiện thì bên ngân hàng nhà nước sẽ hỗ trợ cho mình vay vốn với lãi suất 0 đồng để mình làm. Khi cô chú mình á vay á,
8 triệu thì cô chú mình chỉ trả cho con là 7 triệu thôi. Tại vì riêng bên trung tâm dự án bên con sẽ hỗ trợ cho mình 1 triệu rồi. Đó, mình chỉ tốn là 7 triệu thôi nhưng mà mình xây cái bể tới 8 triệu. Đó, cô chú mình hiểu không ạ? Đó, mình có điều kiện thì xây, không có điều kiện thì bên ngân hàng sẽ hỗ trợ mình vay vốn lãi suất 0 đồng trong thời hạn 8 tháng. Đó, thì cô chú nào mình á thấy cái biện pháp thích hợp mình sử dụng, mình xài đó, cho nó lọc cho nó sạch ăn uống. Đó, thì cái này là cái biện pháp thứ hai nè. Thì ở đây cho cô hỏi cô chú mình thấy này có tiện lợi không? Xây nè. Cô chú mình xây là nó lại bất tiện, không di dời được. Ví dụ sau này cô chú mình đổi nhà sang lên thành phố đi, sẽ không đem theo được và phải cố định. Ví dụ nhà mình đang sau này muốn xây nó cũng phải cố định nữa. Đó, cho nên cô sẽ cho cô chú mình á sang biện pháp thứ ba. Cô chỉ cô chú mình đi mua luôn ha, chỉ cho mình đi mua. Đó là cô chú mình ra các siêu thị điện máy, cô chú mình mua cái máy lọc nước kỳ dụng á, cái máy lọc nước á, cô chú mình biết máy lọc nước không? Trên bệnh viện nó đều có các cơ quan nhà nước á, cái máy lọc nước bây giờ nó tiện lợi á, đó mình đi mua cái đó mình dùng. À, máy lọc nước đó là bơm cái nước mình là vẫn dùng được phải không? Nó lọc từ nước này, nó sẽ lọc thành nước này cho cô chú mình ăn uống trực tiếp được, không cần đun sôi luôn. Riêng cái bể thì phải nấu lại, còn riêng cái máy đó thì cô chú mình cứ xà ra mình uống hàng ngày. Mắt không, mắt hay đâu mắt không? Cái gì với tôi không gà, tôi tính mua gà túi á. Ghẻ tôi tắm nước này không được. Tôi tính mua không gà mà tắm về. Này là để dành ăn uống nấu cơm canh chứ không thể nào mà nó tắm được luôn nha chú. Tắm là tắm nước này nha. Nó để dành cho mình phục vụ ăn uống đảm bảo sức khỏe thôi. Đó, quan trọng là sức khỏe ông thôi. Ông chút xíu hà. Nghệ cốt. Máy thứ hai là máy Cargo Free, công nghệ của Đài Loan. Cargo Free á. Máy thứ ba là máy Hokito, công nghệ của Nhật Bản. Nghe nói Nhật Bản cái này im lì quá không? Hokito, công nghệ của Nhật Bản. Mua máy này có trung tâm có hỗ trợ tiền mua máy không? Từ em sẽ nói cho, nói chung đầu tư một lần thôi mà mình xài 8 đến 10 năm nó thoải mái luôn đó. Tại vì nó tuổi thọ nó 8 đến 10 năm nè, nó do nhà mình nó xài thôi. Thì á, nó lọc từ nước này nè ha, nó lọc từ nước này sang thành cái nước lọc bình xanh của mình mua đó, cho mình ăn uống trực tiếp được, không cần đun sôi. Ví dụ như á, cái cô chú mình thấy cái hình nó rõ không, cái hình cái máy á, thấy không? Thì á, công suất lọc của nó một giờ nó lọc cho mình từ 10 đến 15 lít nước. Một ngày nó lọc cho mình từ trên 200 lít nước bằng cái 10 bình xanh, để cho gia đình mình từ 10 người á, mình sử dụng nấu cơm, nấu canh, ăn uống vô cá hàng ngày luôn. Đó. Mà nó sẽ xài điện. Mà lưu ý giùm con, trên thị trường nó có hai dòng máy. Một là dòng máy lọc thông thường. Thông thường thì cô chú chỉ xài, chỉ một tháng chỉ trả cho con khoảng 10 đến 15 ngàn tiền điện thôi. Nó là lọc nước thông thường. Đó, nó tự động ngắt. Lọc nước thông thường. Còn nếu mà cô chú nào mà xài cái máy nóng lạnh, một bên nóng bên lạnh á, đó là một tháng trên 200 ngàn tiền điện. Tại vì nó làm nóng làm lạnh đó, cho nên nó hao điện lắm và nó xài nó cũng không bền. Nên cô chú mình nên là lựa chọn cái máy thông thường, mình xài lọc nước cho nó an toàn sạch sẽ được rồi, chứ đừng có nên là lên siêu thị nó tư vấn cái lợi đi mua về xài hao điện nó hao hơn nữa. Cái vô phiền được. Cái vô phiền để lo. Cái tô đó chị. Càng nhiều cấp nó sẽ lọc càng chất lượng và tuổi thọ nó càng bền. Đây ví dụ một tiếng nè. 1 2 3. Đúng rồi, canh Google đúng rồi. Đây nè, 1 2 3 4 5 6, 6 cấp là tới đây thôi. Chú lên siêu thị mở cái thùng ra. Đó, 6 cấp, 7 cấp thêm một cục, 8 cấp thêm một cục, 9 cấp thêm một cục, 10 cấp thêm một cục. Càng nhiều cấp nó lọc càng chất lượng, xài càng bền. Đó, cô chú mình nói á, tại sao nhà chú này mua mắc, chú này mua ghẻ lưu ý giùm thôi. Mà nó dành cho dùng nước nào trên Sài Gòn á, mình sử dụng cái nước máy đã qua xử lý cờ lo, xử nhẹ rồi á, thì người ta mới dùng được cái máy đó thôi. Đó, 3-4 triệu thôi, chứ đừng có gọi điện lên thành phố nói sao con tôi mua ghẻ. Đó, mà nước của mình ở đây là nước cây, nó chỉ số là tới 300 mấy, đó, 400 mấy đặng. Muốn cô chú muốn dùng á, dùng cái máy dùng con là 9 hoặc là 10 cấp. Chứ đừng có nên là lựa ghẻ ham ghẻ ra mua xài 1-2 năm là nó hư. Đó, 9-10 cấp thì cô chú mình xài tuổi thọ được 8-10 năm. Đó, còn nếu mình xài cái thấp thấp ghẻ ghẻ là rơi bằng 1-2 năm là nó hư rồi đó. Đó, nên lưu ý dùm con về cái phần cấp lọc nha. Mà cô chú mình muốn lắp đặt á hai cái dòng máy Cargo Free với canh Google, muốn lắp
bồn trên cao nữa, cái bồn chứa nước, cái bồn mua ra ngoài chợ, cái bồn xanh á, mới lọc được cái máy đó. Nhà nào mà chưa có bồn nên lựa chọn là cái máy của Nhật Bản, Hokito á, của Nhật Bản. Có cái lu, cái thao, cái kế bên nó sẽ lọc được. Ví dụ như á, cô chú mình cái máy để đây, cái lu để đây thì mình thảy trống vào, tự động nó hút qua và có một đường nước thải nó thải ra. Đó, là mình sử dụng cái máy đó, mình không cần bồn. Nếu như hai cái máy kia là mua cái bồn nó ra là nó chục triệu, mười mấy triệu. Đó, nhà nào chưa bồn thì mình sử dụng cái máy Hokito của Nhật Bản. Hokito. Đó, cái thao như vậy đó là nó sẽ lọc được rồi, nó tự động hút lên. Còn nhà nào chưa có bồn, nhà nào mà chưa có bồn á, còn có bồn rồi vẫn sử dụng được luôn. Đó, mình lưu ý giùm con để không thôi mình mua cái máy kia về không có bồn, cái bắt đầu không có lọc được ra mua cái bồn nữa. Có lưu xi măng, dục vô xi măng. Cavofi, công nghệ của Đài Loan. Số lượng lõi là 9, số lượng dòi là 1, loại nước tinh khiết, bảo hành là bảo hành 1 năm. Đâu? Giá là 6 triệu 300 ngàn đồng. Cũng được. Máy nào, máy nào? Máy Kakugu, công nghệ Úc. Số lượng lõi là 10, số lượng dòi là 1, loại nước tinh khiết, bảo hành 2 năm, giá là 6 triệu 990 ngàn đồng. Đó là máy 10 cấp. Và máy Hokito công nghệ của Nhật Bản, số lượng lõi là 10 cấp là cao nhất, số lượng dòi là 2 dòi, không phải là nóng lạnh như cô chú. Khoáng và nước tinh khiết đó, nước khoáng là để uống trực tiếp tốt cho sức khỏe, các bộ đừng có vừa xây bể vừa xài máy là không có được. Mình xem cái nào tiện lợi cho mình, phù hợp gia đình mình sử dụng thôi. Đăng ký phiếu hỗ trợ 1 triệu nha, ai có mặt thì nhận nha. Cho anh tấm lương giá rồi. Bao lâu mới mua được? Nước tươi mua liền đó là. Đúng rồi, nếu nào ngân hàng nó trả mà sẽ bảo trì cho mình như điện máy xanh gì đó.